Và tiếp theo bài trình bày của bác sĩ Lâm thì rất vinh dự cho em ngày hôm nay được chia sẻ cũng như là trao đổi với quý đồng nghiệp một nội dung đó là cập nhật một số tiến bộ trong điều trị toàn thân ung thư biểu mô tế bào gan. Như chúng ta đã biết thì ung thư gan là một trong những cái ung thư phổ biến trên thế giới, và tại Việt Nam thì ung thư gan có tỷ lệ mắc cũng như là tỷ lệ tử vong đứng hàng đầu, và có tới 90% ung thư gan là ung thư biểu mô tế bào gan, và một tỷ lệ nhỏ đó là các cái trường hợp ung thư đường mật và sắc cô mạch máu. Và em xin nhắc lại một số cái yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư biểu mô tế bào gan đã được phổ biến. Thứ nhất đó là các cái trường hợp mà yếu tố nguy cơ thứ nhất đó là các cái trường hợp mà viêm gan virus. Đối với Việt Nam, Trung Quốc và Hồng Kông thì cái nguyên nhân chủ yếu là viêm gan B. Trong khi đó thì các cái nước phương Tây hoặc là như Nhật Bản thì chủ yếu lại là nhiễm viêm gan C. Và gần đây thì người ta có đề cập đến một cái yếu tố nguy cơ đó là một cái bệnh gan nhiễm mỡ mà không do rượu. Thì trong người ta theo các cái tài liệu thì người ta thấy rằng hai thập kỷ gần đây thì cái tỷ lệ này đã tăng gấp đôi ở Mỹ. Và những cái yếu tố nguy cơ này nó cũng là một trong những cái yếu tố mà khi chúng ta cân nhắc trong việc lựa chọn điều trị bước 1 cho bệnh nhân. Và ung thư biểu mô tế bào gan được xem là một cái sát thủ thầm lặng và thường được chẩn đoán trễ. Với cái tỷ lệ sống 5 năm cho cái giai đoạn sớm từ 40 đến 70% thì tỷ lệ này chỉ còn dưới 5% ở những cái giai đoạn muộn hơn. Và vai trò của điều trị toàn thân đối với ung thư biểu mô tế bào gan có ở đâu trong cái hướng dẫn của BCLC thì chúng ta có thể nhìn thấy trên sơ đồ. Điều trị toàn thân thì được chỉ định cho thứ nhất là cái giai đoạn ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn tiến triển, giai đoạn C. Thứ hai là giai đoạn trung gian đối với các cái phân nhóm mà có tổn thương, nhiều tổn thương, thâm nhiễm lan tỏa. Và một cái phân nhóm nữa đó là các cái phân nhóm mà điều trị thất bại hoặc là không phù hợp với điều trị Tây. Trên đây là các cái tiến bộ trong điều trị toàn thân ung thư biểu mô tế bào gan. Chúng ta có thể nhìn thấy từ năm 2007, sorafenib là cái thuốc đầu tiên được FDA chấp thuận trong điều trị bước 1 qua cái thử nghiệm SHARP và thử nghiệm AP. Cho đến tận năm 2018 thì lenvatinib đã vượt qua các cái thế hệ TKI trước của mình để chứng minh một cái hiệu quả không hề thua kém sorafenib và đã được chấp thuận trong điều trị bước 1. Sau đó là một cái sự phát triển của các cái thuốc miễn dịch thì phác đồ bộ đôi atezolizumab và bevacizumab đã chứng minh mang lại cái cải thiện ngoạn mục về cái thời gian sống còn toàn bộ cho bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan. Và năm 2023 thì cái phác đồ bộ đôi miễn dịch durvalumab và tremelimumab cũng đã được chấp thuận. Phác đồ bộ đôi atezolizumab và bevacizumab thì đã được FDA phê duyệt năm 2022, và cũng năm đó vào tháng 10 thì được Bộ Y tế Việt Nam đã chấp thuận. Và từ đó thì tại khoa nội 4 cũng như là bệnh viện ca, chúng tôi cũng đã có những cái kinh nghiệm trong những cái nhóm bệnh nhân được điều trị phác đồ bộ đôi này. Sau đây thì tôi xin nhắc lại một số những cái kết quả đáng chú ý của cái thử nghiệm IMBRAVE 150, chính là cái thử nghiệm mà cái phác đồ bộ đôi này đã được chấp thuận. Đây là những cái bệnh nhân mà ung thư biểu mô tế bào gan chưa được điều trị trước đó sẽ được phân ngẫu nhiên thành hai nhánh. Một nhánh được điều trị phác đồ bộ đôi atezolizumab với liều 1.200mg mỗi 3 tuần phối hợp với bevacizumab liều 15mg trên kg mỗi 3 tuần, và một nhánh được điều trị với cái phác đồ kinh điển là sorafenib 400mg mỗi 2 lần, và với cái tiêu chí chính là sống còn toàn bộ, sống thêm bệnh không tiến triển. Một số những tiêu chí phụ như là tỷ lệ đáp ứng toàn bộ và thời gian đáp ứng thì đặc điểm của các cái bệnh nhân trong hai nhóm này khá là tương đồng nhau. Kết quả của nghiên cứu IMBRAVE 150 cho thấy rằng là cái phác đồ bộ đôi cải thiện cái thời gian sống còn bệnh không tiến triển là 6,9 tháng so với 4,3 tháng ở cái nhánh sorafenib, với cái chỉ số HR là 0,65, tức là giảm hơn 35% cái nguy cơ bệnh tiến triển. Và đối với cái thời gian sống còn toàn bộ thì cái phác đồ bộ đôi đã chứng minh cái hiệu quả vượt trội so với sorafenib là cải thiện cái trung vị thời gian sống còn toàn bộ là 19,2 tháng so với 13,4 tháng ở cái nhánh điều trị sorafenib. Bên cạnh đó thì như chúng ta đã biết, các cái thuốc TKI
như là sorafenib hay là lenvatinib thì cái tỷ lệ đáp ứng thì khá là khiêm tốn. Như trong cái nghiên cứu IMbrave này thì cái tỷ lệ đáp ứng của sorafenib toàn bộ nó rơi vào tầm khoảng 10%. Trong khi đó thì cái phác đồ bộ đôi đã cho thấy cái tỷ lệ đáp ứng cải thiện một cách vượt trội lên đến 30%, trong đó tỷ lệ đáp ứng toàn bộ là 8%. Vậy thì hiện nay tại Việt Nam, trong cái hướng dẫn điều trị bước 1, điều trị ung thư biểu mô tế bào gan, chúng ta có những cái lựa chọn nào? Gần như là các cái thuốc trong điều trị bước 1 chúng ta đều có. Và qua 3 cái thử nghiệm IMbrave 150, thử nghiệm SAP và thử nghiệm Reflex, thì cái phác đồ atezolizumab, bevacizumab, lenvatinib và sorafenib đều đã được chứng minh hiệu quả trong cái điều trị bước 1. Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta lựa chọn các cái phác đồ trong điều trị bước 1 cần phải cân nhắc trên cái đặc điểm của bệnh nhân cũng như là các cái điều kiện về kinh tế xã hội. Và đây là một cái các cái phác đồ được khuyến cáo trong cái điều trị bước 1. Thì hiện nay thì NCCN guideline cũng đã cho chúng ta refer cho chúng ta hai cái phác đồ là atezolizumab, bevacizumab vào năm 2022 và đến năm 2023. Thì họ có cập nhật thêm cái phác đồ tremelimumab và durvalumab qua cái thử nghiệm Himalaya. Tuy nhiên thì đối với những bệnh nhân mà chúng ta sẽ làm gì với những bệnh nhân mà sau khi đã tiến triển với điều trị bước 1 và cái rào cản nào có thể khiến cho chúng ta khó khăn trong cái việc lựa chọn điều trị bước 2. Thì đây là hai cái nghiên cứu mà dữ liệu đời thực. Một cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là đối với những bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan thất bại với điều trị sorafenib ở bước 1 thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân có thể còn cái chức năng gan bảo tồn như là chức năng gan bảo tồn và thể trạng cho phép để chúng ta có thể tiếp cận điều trị bước 2 là 45%. Đối với các cái bệnh nhân mà được điều trị lenvatinib thì cái tỷ lệ này nó rơi vào 41%. Như vậy thì rõ ràng rằng là đối với các cái bệnh nhân mà được điều trị TKI bước 1 thì chỉ có dưới 50% bệnh nhân là có cái chức năng gan còn bảo tồn cũng như là thể trạng bệnh nhân phù hợp cho cái điều trị bước 2. Vậy thì đối với bộ đôi miễn dịch thì như thế nào? Cái dữ liệu đời thực của Nhật Bản thì cho thấy rằng là đối với những bệnh nhân mà được điều trị atezolizumab và bevacizumab trong điều trị bước 1, đến khi mà bệnh tiến triển thì có tới 86 đến 88% là những cái bệnh nhân này chức năng gan vẫn còn phù hợp và có thể tiếp cận với cái điều trị bước 2. Như vậy thì đối với cái tiếp cận điều trị bước 1 cho ung thư biểu mô tế bào gan, chúng ta không chỉ dựa vào những cái kết quả của các thử nghiệm lâm sàng, cái tính dung nạp của thuốc cũng như là cái sự sẵn có của thuốc, thì cái việc mà chúng ta điều trị để có thể bảo tồn được chức năng gan để bệnh nhân có thể tiếp cận được với các cái điều trị bước sau là hết sức quan trọng. Và cái yếu tố này cũng giúp cho chúng ta tối ưu hóa cái kết quả điều trị của ung thư biểu mô tế bào gan. Và sau đây thì em sẽ đi đến một cái khía cạnh thứ hai trong cái chỉ định điều trị toàn thân ung thư biểu mô tế bào gan được chỉ định, đó là cho cái giai đoạn trung gian. Thế thì trên lâm sàng, các cái nhà lâm sàng thì chúng ta cái giai đoạn mà còn nhiều tranh cãi và chúng ta chưa thống nhất được chính là cái giai đoạn trung gian. Đối với giai đoạn trung gian thì có hai cái nhóm chỉ định chính mà chúng ta có thể điều trị toàn thân. Thứ nhất đó là những cái nhóm mà nhiều tổn thương thâm nhiễm lan tỏa. Và cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà điều trị thất bại hoặc là kháng trị không phù hợp với điều trị Tây. Đây là cái nhóm thứ hai thì chúng ta cũng đã được thảo luận và cũng đã có khá nhiều bằng chứng. Thế thì theo cái tiêu chuẩn Kinki là một cái tiêu chuẩn cũng, cái phân loại của Kinki này thì là một cái phân loại cũng khá là phổ biến. Cho thấy rằng là đối với những cái trường hợp ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn trung gian mà có từ 7 khối u trở lên hoặc là cái kích thước lớn hơn 6 cm thì đây thực sự là những cái phân nhóm quý đồng nghiệp có thể nhìn thấy màu vàng và màu hồng là những cái phân nhóm mà được đánh giá là đáp ứng kém và tiên lượng là đáp ứng kém với cái điều trị Tây. Và đối với những cái phân nhóm này thì hiện nay chúng ta ưu tiên điều trị phối hợp hoặc là chúng ta sẽ điều trị toàn thân trước. Và trước đây đối với những cái điều trị mà ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn trung gian mà có thể là hơi quá cái chỉ định điều trị Tây thì chúng ta đã có những cái nghiên cứu như là nghiên cứu tactic, nghiên cứu optimic hoặc là cái nghiên cứu lunch là cái nghiên cứu mà chúng ta phối hợp cái điều trị toàn thân với lại các cái thuốc, với lại các cái phương pháp can thiệp tại chỗ. Thì gần đây người ta đề cập đến một cái chiến lược điều trị mà em thấy cũng khá là thú vị và có ý nghĩa, là một cái chiến lược điều trị chuyển đổi khi mà cái bộ đôi atezolizumab và bevacizumab mang lại cái tỷ lệ đáp ứng rất là cao như các anh chị đã nhìn thấy so với các cái thế hệ TKI trước là tới 30%. Thì cái chiến lược điều trị chuyển đổi này đã được nghiên cứu bởi các cái tác giả Nhật Bản, tác giả Kudo.
Và cái nghiên cứu này thì người ta đã được báo cáo ở ASCO GI năm ngoái. Thế thì trong cái nghiên cứu này với hơn 100 bệnh nhân, người ta ở cái giai đoạn ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn trung gian và quá cái chỉ định Tây sẽ được chỉ định điều trị bộ đôi atezolizumab và bevacizumab. Sau đó thì sẽ đánh giá và bệnh nhân có một cái nhóm bệnh nhân sẽ được điều trị tiếp tục với bộ đôi, có một nhóm bệnh nhân sẽ được chuyển sang cái phân nhóm là cái điều trị chuyển đổi. Và trong cái phân nhóm điều trị chuyển đổi này thì người ta sẽ đánh giá về cái thời gian sống thêm bệnh không tiến triển cũng như là cái thời gian sống còn toàn bộ. Và có hai cái tiêu chí ở trong cái nghiên cứu này các anh chị chúng ta có thể cần phải làm rõ. Thứ nhất đó là cái tiêu chí về đáp ứng toàn bộ trên lâm sàng. Trong hơn 100 bệnh nhân thì chúng ta có tới 38 bệnh nhân là đạt được cái đáp ứng toàn bộ trên lâm sàng, chiếm tỷ lệ là 35%. Và có hai cái khái niệm, thứ nhất là đáp ứng toàn bộ trên lâm sàng với đáp ứng toàn bộ theo tiêu chuẩn RECIST trên CT hoặc là MRI và các cái chỉ điểm sinh học như là alpha FP, PIK2 và đều trở về bình thường trong khoảng thời gian là kéo dài trên 6 tuần. Và có một cái khái niệm thứ hai, đó là một cái khái niệm là đáp ứng toàn bộ với cái tiêu chí dừng thuốc, tức là khi mà đạt được đáp ứng toàn bộ trên cái chẩn đoán hình ảnh và các cái chỉ số sinh học về bình thường với cái tiêu chí là trên 24 tuần. Thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là trên cái bảng slide này chúng ta có thể thấy cũng có khá nhiều bệnh nhân đạt được cái tiêu chí là đáp ứng hoàn toàn trên lâm sàng mà dừng được thuốc, chính là những cái trên slide chúng ta có thể nhìn thấy. Đây là mô tả lại 38 bệnh nhân mà đạt được đáp ứng toàn bộ trên lâm sàng. Và kết quả cho thấy ở cái thời điểm mà phân tích dữ liệu thì người ta thấy rằng là PFS của những cái bệnh nhân mà đạt được cái điều trị chuyển đổi và đáp ứng hoàn toàn trên lâm sàng của 38 bệnh nhân này thì chưa đạt được, tại vì là cái lý do cái số bệnh nhân mà tái phát còn khá là thấp. Và thứ hai là người ta thấy rằng là những cái bệnh nhân mà tái phát lại là ở những cái nhóm bệnh nhân mà đạt được đáp ứng hoàn toàn trên lâm sàng và có cái điều trị Tây chọn lọc. Và không có bệnh nhân nào tái phát ở cái nhóm mà chúng ta điều trị phẫu thuật hoặc là chúng ta ablation. Và cái thời gian sống còn cũng cải thiện vượt trội ở cái nhóm mà đạt được đáp ứng toàn bộ trên lâm sàng và đạt được cái tiêu chí dừng thuốc. Một cái kết quả thứ hai đó là giữa hai cái phân nhóm mà đạt được cái đáp ứng toàn bộ trên lâm sàng và có cái điều trị chuyển đổi thì cải thiện cái thời gian sống thêm bệnh không tiến triển cũng như là cái thời gian sống còn toàn bộ vượt trội so với lại cái nhánh mà chúng ta không thể điều trị chuyển đổi được. Và gần như là cái đường sống thêm đi ngang của cái nhánh mà đạt được đáp ứng toàn bộ trên lâm sàng có điều trị chuyển đổi và chúng ta lại đạt được cái tiêu chí là dừng thuốc thì được tại cái thời điểm mà người ta phân tích dữ liệu là chưa có bệnh nhân nào tiến triển. Vậy thì có một cái slide em xin tóm tắt lại cái chiến lược mà chúng ta hiện nay đang điều trị đối với ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn trung gian mà có phối hợp với điều trị toàn thân. Với cái giai đoạn trung gian mà trước đây thì chúng ta điều trị tại chỗ và liên tục các cái lần Tây, sau đó khi mà có cái tiêu chí mà kháng Tây hoặc là thất bại đấy ạ, thì chúng ta sẽ chuyển sang cái điều trị toàn thân. Và với cái nhóm này thì người ta thấy rằng cái tiêu chí kháng Tây là một cái tiêu chí rất là quan trọng để chúng ta đưa ra cái thời điểm mà chúng ta phối hợp điều trị toàn thân. Và với cái sự phát triển của các cái thuốc điều trị toàn thân mang lại cái tỷ lệ đáp ứng cao gần đây thì cái chiến lược mà điều trị chuyển đổi để mong có một cái đáp ứng mà đạt được cái đáp ứng tốt nhất để sau đó chúng ta có thể phối hợp với cái điều trị tại chỗ. Và cái điều trị tại chỗ sau khi mà chúng ta đạt được cái đáp ứng tốt nhất này không chỉ là cái điều trị nút mạch Tây mà có thể là các phương pháp như là phẫu thuật hoặc là chúng ta ablation để mang lại cái cơ hội điều trị triệt căn cho bệnh nhân. Và sau cái phần trình bày này thì em xin có một số những cái kết luận như sau. Các cái tiến bộ trong điều trị toàn thân đã cải thiện đáng kể cái thời gian sống còn của bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan và chức năng gan bảo tồn là một cái yếu tố quan trọng, yếu tố then chốt để bệnh nhân có thể được tiếp tục với các cái điều trị bước sau. Lựa chọn bệnh nhân phù hợp với các cái chiến lược điều trị phối hợp thì sẽ mang lại cái cơ hội chuyển đổi điều trị triệt căn cho những bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn trung gian.
Và phẫu thuật tây hay là đốt là cái phương pháp tiếp cận điều trị cho những cái bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn trung gian, đạt được cái thoái lui bệnh sau cái điều trị toàn thân. Em xin cảm ơn sự theo dõi của các quý đồng nghiệp.